Xin chào tất cả các em, học văn chị Hiên đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay, chị sẽ cùng với các em đi tìm hiểu bài luyện từ và câu đầu tiên trong chương trình tiếng Việt lớp 5 nhé. Bài học hôm nay của chúng ta mang tên từ đồng nghĩa. Từ vựng tiếng Việt có hiện tượng đồng nghĩa với nhau. Chính nhờ điều này mà tiếng Việt luôn phong phú và giàu sắc thái biểu cảm. Vậy, thế nào là từ đồng nghĩa? Và cách phân loại từ đồng nghĩa ra sao? Chính là nội dung hôm nay trẻ em mình cùng nhau đi tìm hiểu đó. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về bố cục của bài học ngày hôm nay nhé. Đối với bài từ đồng nghĩa, chị sẽ chia ra làm 4 phần. Phần 1 là mục tiêu của bài học, phần 2 là phần nhận xét, phần 3 ghi nhớ và cuối cùng là phần 4 luyện tập. Các bạn nhỏ của chị đã sẵn sàng để bước vào bài học ngày hôm nay chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên. Mục tiêu của bài học nhé. Sau khi học xong bài này, các em sẽ có thể hiểu thế nào là từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Thứ hai, tìm được các từ đồng nghĩa với từ cho trước, đặt câu để phân biệt các từ đồng nghĩa. Và cuối cùng, các em sẽ có khả năng sử dụng từ đồng nghĩa khi nói và viết một cách thành thạo. Để có thể hiểu một cách rõ ràng và đầy đủ nhất về từ đồng nghĩa, thì các em hãy quan sát hai bài tập sau đây trong phần nhận xét của chị nhé. Bài tập đầu tiên, so sánh nghĩa của các từ in đậm trong mỗi ví dụ sau. Ý A, sau 80 năm rời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu? Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong, chờ đợi ở các em rất nhiều. Tác giả Hồ Chí Minh. Đối với bài tập này, trước hết, các em cần phải xác định được những từ in đậm có trong đoạn văn. Các từ in đậm đó là xây dựng, kiến thiết. Trong đó, xây dựng là làm nên công trình kiến trúc theo một kế hoạch nhất định. Kiến thiết là xây dựng theo quy mô lớn. Từ xây dựng và kiến thiết cùng chỉ một hoạt động là tạo ra một hay nhiều công trình kiến trúc. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần B. Màu lúa chín dưới đồng vàng sụn lại, nắng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn, lăng lư những chùm quả xoan vàng lị, không trông thấy cuống, như những chuỗi hạt tràng bồ đề treo lơ lửng, theo Tô Hoài. Tương tự như ý A, chúng ta xác định được các từ in đậm trong đoạn văn là vàng sụm, vàng hoe và vàng lị. Trong đó, vàng sụm là màu vàng đậm, vàng hoe chỉ màu vàng nhạt, tươi ánh lên. Trong khi đó, vàng lị là màu vàng của quả chín, gợi cảm giác rất ngọt ngào. Ba từ vàng sụm, vàng hoe và vàng lị cùng chỉ một màu vàng nhưng lại mang những sắc thái vàng khác nhau. Qua hai ví dụ trên, các em có thể thấy được rằng hai từ xây dựng và kiến thiết có cùng nghĩa giống nhau. Vàng sụm, vàng hoe và vàng lịm cũng có nghĩa tương tự nhau. Những từ như vậy sẽ được gọi là từ đồng nghĩa. Các bạn nhỏ của chị đã hiểu hết được bài tập đầu tiên rồi đúng không nào? Vậy thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bài 2 yêu cầu thay những từ in đậm trong mỗi ví dụ trên cho nhau rồi rút ra nhận xét. Những từ nào thay thế được cho nhau, những từ nào không thay thế được cho nhau và giải thích vì sao. Đối với bài tập này, chị đã giúp các em thay thế những từ ngữ in đậm có trong đoạn văn. Đối với ý A, sau 80 năm rời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải kiến thiết lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc xây dựng đó, nước nhà trông mong, chờ đợi ở các em rất nhiều. Các em có thể dễ dàng nhận thấy từ kiến thiết và xây dựng có thể thay đổi vị trí cho nhau được vì nghĩa của chúng giống nhau hoàn toàn. Và những từ có nghĩa giống nhau hoàn toàn như vậy sẽ được gọi là từ đồng nghĩa hoàn toàn. Tương tự như vậy, chị có ý B với nội dung như sau. Màu lúa chín dưới đồng vàng hoe lại, nắng nhạt ngả màu vàng lịm. Trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng sụm, không trông thấy cuống,
như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng. Không biết là các em có nhận ra ba từ vàng ruộng, vàng hoe và vàng lịm không thể thay thế cho nhau được không? Bởi vì nghĩa của chúng không giống nhau hoàn toàn. Vàng ruộng chỉ màu vàng đậm của lúa chín. Vàng hoe chỉ màu vàng nhạt, tươi ánh lên. Còn vàng lịm chỉ màu vàng của quả chín, gợi cảm giác rất ngọt. Nếu thay đổi vị trí cho nhau, thì chúng không miêu tả đúng sắc thái của sự vật. Do đó, những từ này được gọi là từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Qua phần nhận xét trên, các bạn nhỏ của chị đã hiểu thế nào là từ đồng nghĩa chưa nhỉ? Hãy tiếp tục theo dõi phần ghi nhớ để biết thêm về khái niệm và cách phân loại từ đồng nghĩa nhé! Đầu tiên, chị em mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem thế nào là từ đồng nghĩa. Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Để các em có thể dễ hiểu hơn, chị sẽ lấy một ví dụ như sau. Ví dụ 1, chị có các từ mẹ, má, u, mề. Các từ trên có điểm giống nhau, đó là cùng chỉ một người phụ nữ đã sinh ra mình. Do đó, chúng được gọi là từ đồng nghĩa. Ví dụ thứ 2, chị có cặp từ chăm chỉ, cần cù, siêng năng. Và tương tự như vậy, chị sẽ lấy thêm một cặp từ đồng nghĩa nữa, đó là có mang và mang thai. Qua những ví dụ chị đưa ra, các em đã hiểu rõ hơn về từ đồng nghĩa chưa nào? Các em có thể lấy thêm cho chị một vài ví dụ về từ đồng nghĩa được không? Hãy trả lời qua phần bình luận giúp chị nhé! Các em đã nắm chắc những ghi nhớ về từ đồng nghĩa rồi đúng không nào? Vậy thì chị em mình cùng bắt đầu với phần luyện tập nhé! Bài tập đầu tiên với yêu cầu như sau. Xếp các từ in đậm thành từng nhóm từ đồng nghĩa. Sau 80 năm rời nô lệ, làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay, chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu? Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong, chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Đầu tiên, các em hãy xác định cho chị những từ in đậm có mặt ở trong đoạn văn. Những từ in đậm đó là nước nhà, hoàn cầu, non sông và năm châu. Từ đó, các em hãy giúp chị xếp chúng thành từng nhóm từ đồng nghĩa. Chị tin nhiệm vụ này là vô cùng đơn giản với các em đúng không nào? Đúng rồi, bốn từ in đậm chúng ta sẽ chia thành hai nhóm như sau. Nhóm 1 bao gồm nước nhà và non sông, nghĩa là đất nước mình, nơi nhiều người cùng chung sống. Nhóm thứ 2 bao gồm hai từ còn lại là hoàn cầu và năm châu. Hai từ này là những từ đồng nghĩa, thể hiện ý nghĩa là khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Các em đã hoàn thành xong bài tập đầu tiên chưa nhỉ? Chị em mình sẽ chuyển tiếp đến bài tập số 2 như sau. Tìm những từ đồng nghĩa với mỗi từ sau đây. Đẹp, to lớn, học tập. Đây là một bài tập vô cùng đơn giản, nhưng sẽ giúp các em có thể mở rộng vốn từ của mình, tránh sự nhàm chán đó. Các em đã nghĩ ra những từ nào chưa? Nếu chưa, thì hãy cùng nhìn lên màn hình theo dõi những từ đồng nghĩa mà chị đã chuẩn bị nhé. Đầu tiên, đối với từ đẹp, chị có các từ đồng nghĩa như xinh đẹp, đẹp đẽ, mỹ lệ hay tươi đẹp. Trong khi đó, đối với từ to lớn, chị tìm được các từ to đùng, khổng lồ, vĩ đại, lớn hay to. Còn đối với từ học tập, chị có các từ như học hành, học hỏi, học, học việc và vân vân. Trên đây chỉ là một vài gợi ý nho nhỏ của chị. Các em có thể tìm thêm nhiều những từ ngữ khác nhau nhé. Còn bây giờ, chị em mình sẽ cùng nhau đến với bài tập cuối cùng. Bài tập này yêu cầu các em đặt câu với một cặp từ đồng nghĩa em vừa tìm được ở bài tập số 2. Vậy các em đã có cho riêng mình những câu văn phù hợp chưa nào? Còn đây là câu văn của chị. Các em hãy theo dõi nha.
đối với từ to lớn và xinh đẹp. Chị có câu văn: đất nước em vô cùng to lớn và tươi đẹp. Đối với từ vĩ đại, chị đặt ra một câu: Bác Hồ là người cha già vĩ đại của dân tộc. Và từ cuối cùng là từ học hành. Chị có câu: các bạn trong lớp thi nhau học hành chăm chỉ. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Chị hy vọng các em đã hiểu được thế nào là từ đồng nghĩa cùng cách phân loại của từ đồng nghĩa. Qua đó, có thể vận dụng lý thuyết để làm những bài tập mà sách giáo khoa yêu cầu. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau.